Saint Clomas, nhà sáng lập công ty sản xuất túi ngực silicon của Pháp BIP, là một trong năm bị cáo sẽ bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm nay tại thành phố miền Nam Marseille. Natalie Nozano, luật sư của một trong số các phụ nữ đã phải chịu đựng những đau đớn do túi silicon của PIP bị vỡ cho biết, nhiều phụ nữ tập trung về đây vì họ muốn biết ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó. PIP đã bị đóng cửa năm 2010 sau khi chính công ty này tiết lộ đã sử dụng silicon kém chất lượng để sản xuất túi ngực dùng trong giải phẫu thẩm mỹ. Hơn 400.000 phụ nữ thuộc 62 quốc gia trên thế giới được cho là đã sử dụng túi ngực của hãng này.